Thưa quý vị, những ngày này ra đường quả thực là rất khó khăn khi nắng nóng đến từ rất sớm và kết thúc cũng rất muộn, khiến cho người ta muốn trốn nắng cũng khó. Từ vỉa hè đến công sở hay là trong mỗi bữa ăn ở các gia đình, thời tiết đang là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất khi trời đang nóng như đầu lửa. Mùa hè thì đương nhiên là phải nóng, tuy nhiên nhiều người có cảm nhận rằng mùa hè bây giờ dường như nóng hơn, oi hơn nhiều so với mười mấy hai chục năm trước. Cảm nhận này liệu có đúng hay không? Đợt nắng nóng 40 độ C đang tra tấn miền Bắc, miền Trung những ngày qua có gì đặc biệt? Để giải đáp những thắc mắc này thì chúng tôi đã mời đến trường quay ông Lê Thanh Hải, là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa ông Lê Thanh Hải, chắc hẳn là trong những ngày này thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, ngột ngạt với cái nóng đang càng ngày càng gia tăng. Vậy thì trước tiên ông có thể đưa ra những cái đánh giá về đợt nắng nóng đang diễn ra tại khu vực Bắc và Trung Bộ được không ạ? Vâng, chúng ta đều thấy đây là một đợt nắng nóng đáng kể nhất của cái đầu mùa hè từ trước đến nay. Và chúng ta cũng thấy là nắng nóng này nó đã xảy ra một diện rất rộng suốt toàn bộ các cái tỉnh phía Đông Bắc Bộ, rồi kéo dài xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ và nó kéo xuống đến tận Trung Trung Bộ nữa, tức là cái nắng nóng nó là đến tận Bình Định, Phú Yên và như vậy một cái diện rất rộng. Lý do thì cái nắng nóng này thì chúng ta cũng thấy rằng là ở phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ nó cũng chỉ tầm ở khoảng từ 37 cho đến 39,5 độ, riêng mỗi thủ đô Hà Nội là cao nhất 39,6, còn lại các cái tỉnh ven biển miền Trung thì phổ biến là từ 39 đến 40,5. Cái nơi mà ghi nhận được cái cao nhất chính là Tĩnh Gia của Thanh Hóa là 40,5 độ, còn lại thì hầu hết đều dưới cái mức đấy. Và nắng nóng thì hiện nay đang bước sang cái ngày thứ 6. Vâng, ngày thứ 6 của đợt nắng nóng gay gắt trải dài từ Bắc Bộ xuống Trung Bộ và có thể nói là mức độ gay gắt nhất kể từ đầu mùa đúng không ạ? Vậy ông có thể lý giải nguyên nhân vì sao mà cái đợt nắng nóng này lại có thể đạt đến mức đỉnh điểm như vậy? Và nó có gì bất thường so với những cái đợt nóng khác kể từ đầu mùa không? Chúng ta đều biết nắng nóng là một cái hình thái thời tiết có tính chu kỳ, thường hay lặp lại vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Thì đợt này cũng tương tự như vậy, nó có những cái áp thấp nóng mà cái trung tâm của áp thấp nóng tận ở cái thung lũng Tứ Xuyên của Trung Quốc và nó cứ mở rộng phát triển ra, cộng với cái nguyên nhân thứ hai nữa là đang có một cái cơn bão ở phía ngoài xa của Thái Bình Dương, nó cũng tạo nên cái sự hút gió rất mạnh của gió mùa Tây Nam, tạo nên một cái hiệu ứng phơn ở cái địa hình của dãy Trường Sơn nên nắng nóng nó càng gay gắt và kéo dài. Và chính cái điểm này chúng ta cũng thấy là, nhưng mà năm nay thì nó cũng không ghi nhận được các cái chỉ số quá lớn giống như năm ngoái. Cái lớn nhất vẫn là 40,5 và tại thủ đô Hà Nội năm nay cũng ở cái mức chỉ là 39,6 độ. Năm ngoái Hà Nội còn 41,7 độ cơ. Và nắng nóng năm nay thì nó cũng ở cái mức tương đối dài. Năm ngoái nắng nóng kỷ lục nhưng lại là ngắn. Vâng, vậy tại sao một số khu vực như là Hòa Bình này hay là Tương Dương ở Nghệ An, Tĩnh Gia ở Thanh Hóa lại được ví như là chảo lửa và thường có mức nhiệt độ cao nhất cả nước ạ? Chúng ta đều biết đây là do cái lý do về địa hình. Trước hết là nó nằm sâu trong các cái thung lũng này. Và thứ hai nữa là ở những cái vùng mà ít cây xanh, ít hồ nước. Và thứ ba nữa là nó cũng có cả những cái yếu tố gió phơn, gió Tây Nam mạnh, nó cũng tạo ra được các yếu tố. Nên là các cái chỉ số nhiệt độ cao nhất thường hay ghi nhận được ở Tĩnh Gia, ở Tương Dương, ở Con Cuông, ở Cửa Rào, ở Hòa Bình hoặc là Mai Châu. Đấy là những cái thung lũng thì đều có khả năng có những cái chỉ số cao như vậy. Vâng, nhiều người cũng đánh giá rằng mùa hè thì ngày càng có mức độ khắc nghiệt hơn, nóng hơn và oi hơn so với ngày xưa. Vậy cái cảm giác này có đúng hay không ạ? Và vì sao ạ? Theo chúng tôi thì cũng có một phần đúng của nó. Chúng ta đều biết là ngày xưa thì các cái trạm đo của chúng ta đặt ở những cái nơi tương đối quang đãng, tương đối thông thoáng. Thì ngày nay thì do cái tốc độ đô thị hóa quá nhanh, chính vì thế nên là nhà cửa, các cái công trình xây dựng nó đã vây hầu hết đã xung quanh trạm. Rồi cái bức xạ nhiệt hấp thụ bởi các cái khối nhà, bê tông, đường xá nó cũng là tạo nên các cái hiệu ứng đô thị để tạo ra sao cái nhiệt độ nó cao. Trong khi lại có cái triển vọng tốt ở những cái nơi mà chúng ta thấy ngày xưa thường là 41, 42 độ thì bây giờ chỉ khoảng 39, 40 độ, là do ở đấy cũng là rừng được phủ nhiều, cây xanh cũng nhiều, hồ nước cũng nhiều. Nên là như vậy là rõ ràng là ai mà sống ở đô thị thì thấy càng ngày càng nóng hơn. Và ai sống ở ngoại ô, ở những cái vùng núi thì càng nghĩ rằng tình hình càng được cải thiện hơn so với trước đây.
Vâng, tuy nhiên có một thực tế là mức nhiệt độ mà cơ quan khí tượng đưa ra thì thường là thấp hơn so với nhiệt độ thực tế ở ngoài trời. Vậy ông có thể lý giải tại sao lại có cái sự chênh lệch như vậy ạ? Và người dân thì nên quan tâm đến con số nào hơn ạ? Vâng, xuất phát của chúng tôi là như này, thì tất cả các cái quan trắc nhiệt độ đều phải được đo ở trong lều khí tượng để làm sao cho nó tiêu biểu, nó không bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố bên ngoài như ánh sáng mặt trời, như là gió, như và các cái yếu tố ngoại lai nó tác động vào. Vì phải tiêu biểu như thế thì mới so sánh được ở những cái vùng khác nó tiêu biểu. Nhưng hiện nay thì chúng ta thấy là trên thực tế thì ngoài trời nó khác, nó có thể lớn hơn so với cái nhiệt độ ở trong lều cỡ 4 đến 5 độ. Và gần đây một số các cơ quan khí tượng trên thế giới thì cũng đã thử nghiệm đưa ra cái chỉ số nhiệt độ gọi là gì, nhiệt độ cảm nhận hay là nhiệt độ thực tế ở ngoài trời. Nên là đối với các bạn mà đã sống ở đô thị và đặc biệt là đi ra ngoài trời ấy, thì phải lưu ý là lương lương phải cộng thêm từ 3 trên đến 5 độ so với các cái con số mà chúng tôi công bố chính thức ở trong các bản tin dự báo thời tiết. Vâng, vậy trong thời gian tới thì liệu có còn đợt nắng nóng nào kéo dài và mức độ gay gắt như đợt này nữa không ạ? Và so với mùa hè năm ngoái thì mức độ sẽ ra sao ạ? Vâng, so với mùa hè năm ngoái thì các con số thống kê cho chúng ta thấy là cái tháng 6 vừa rồi thì cái nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội là cao hơn so với trung bình từ 1 cho đến 1,5 độ. Trong khi năm ngoái thì cao hơn so với trung bình từ 1,5 cho đến 2 độ. Với cái trung bình mà cao hơn so với trung bình cỡ từ 1 cho đến 2 là một con số rất lớn. Nên là mọi người cảm nhận được năm nay dường như là nóng, nhưng mà không nóng bằng năm ngoái, nhưng mà nóng hơn so với trung bình tương đối nhiều. Và có lẽ là đây là cái đợt nắng nóng cao điểm và dài ngày nhất. Chúng tôi hy vọng là cuối tháng 7 thì nắng nóng sẽ dịu bớt khi bắt đầu có những cái cơn bão, có những cái trận mưa. Tuần sau chúng ta sẽ thấy là có thể có những cái cơn bão đi vào Biển Đông và lúc ấy thì tình hình nắng nóng nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Vâng, nắng nóng sẽ giảm bớt nhờ những cơn mưa rào và dông đúng không ạ? Vậy trong thời điểm hiện nay thì ông có lời khuyên nào dành cho người dân khi mà phải đối mặt với cái đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa đến nay ạ? Vâng, theo chúng tôi thì đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất thì tôi nghĩ là với người dân ấy, đặc biệt là những bà con sống ở đô thị thì chúng ta phải có cái biện pháp phòng tránh hữu hiệu. Nếu không cần thiết thì chúng ta không ra ngoài trời, bởi vì cái ánh sáng trực tiếp ấy, nó mang theo cả tia cực tím rất là nguy hiểm, có thể gây ra những cái bệnh về da như ung thư da, và đặc biệt nữa là có thể có những cái chúng ta gọi là cảm nắng, sốc nhiệt. Tất cả những cái điều đấy là cần phải lưu ý, và thường kết thúc các nắng nóng bao giờ là những cái trận dông rất mạnh. Cái điểm đấy bà con cũng cần phải lưu ý. Vâng, những cơn dông mà xảy ra trong cái thời điểm mà nhiệt độ đang ở mức cao như vậy thì sẽ gây ra những nguy cơ như thế nào ạ? Vâng, cái dông lốc mà kết thúc những đợt nắng nóng là rất mạnh, bởi vì nó cộng thêm các cái đối lưu nhiệt nữa nên là có thể kèm theo dông lốc sét. Và chúng ta nhớ là cái trận dông ngày 13 tháng 6 năm 2015 ở Hà Nội là những trận dông kỷ lục. Thì lưu ý là kết thúc những đợt nắng nóng này vào khoảng thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật thì có thể có những cái cơn dông như thế. Bà con cũng phải lưu ý. Và một điểm nữa chúng tôi nói là cái giai đoạn nóng nóng nhất thì đã qua rồi. Nó xảy ra vào thứ 7, Chủ nhật và hôm nay. Từ ngày mai trở đi nó sẽ bắt đầu nó giảm dần và nó sẽ kết thúc vào đêm ngày thứ 6. Tuy nhiên tôi cũng hơi thắc mắc một chút là những ngày này thì thường là nắng xuất hiện từ rất là sớm, và khoảng 5-6 giờ sáng thì chúng ta đã thấy những cái tia nắng đầu ngày xuất hiện rồi và nhuộm vàng khắp cả thành phố, và đến tận tối mịt như là 20 giờ hay 22 giờ thì mức nhiệt vẫn là từ 33 cho đến 34 độ. Vậy ông có thể lý giải tại sao mà cái cảm giác nóng bức có thể bao trùm cả ngày như vậy ạ? Trong cái thời điểm này chúng ta được biết đây là cái thời điểm mà mặt trời đang ở chính trên đỉnh đầu của chúng ta nên nó đã hun đúc ra một cái lượng nhiệt rất lớn. Ngày hạ chí 22 tháng 6 vừa đi qua thì bây giờ mặt trời có thể nó đang ở trên đỉnh đầu các bạn nếu như các bạn sống ở Hà Nội hoặc ở Thanh Hóa. Chính vì thế nên là cái nắng nó sẽ kéo dài gần như là từ 5 giờ sáng cho đến tận 7-8 giờ chiều. Và chính cái nắng kéo dài đấy nó làm cho cái nhiệt độ cũng nóng bức và kéo dài suốt từ 7-8 giờ sáng cho đến tận 5-6 giờ chiều. Và cái khoảng thời gian nóng nhất chính là khoảng thời gian từ 11 giờ cho đến 4 giờ chiều là cái lúc mà nóng nhất. Vâng, quả thật là những thông tin vừa rồi rất là hữu ích trong bối cảnh mà thời tiết đang ngày càng có những cái diễn biến khắc nghiệt và cực đoan hơn. Xin cảm ơn ông Lê Thanh Hải đã đến với chương trình Trà Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi. Và cũng xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.